Chào mừng các bạn trở lại với loạt clip hướng dẫn lập trình căn bản. Ok, trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái thao tác là cộng 2 đa thức áp dụng danh sách liên kết đơn. Đây là một trong loạt bài về chuỗi danh sách liên kết đơn và ứng dụng. Ok. Ý tưởng của mình trực tiếp vấn đề luôn nhé. Mình sẽ sử dụng 3 cái danh sách liên kết dùng danh sách liên kết đơn L1, L2 và L. Trong đó L1 tướng là PX, L2 tướng là QX, là hai cái đa thức đầu vào mình sẽ gán nó luôn vào danh sách liên kết đơn, và L chính là cái đa thức kết quả của chúng ta. Ở bước 2 mình sẽ tiến hành cộng. Trước khi cộng thì mình sẽ gán RX sẽ bằng cái đa thức lớn hơn trong hai cái đa thức P và Q. Tức là gì? Tức là mình sẽ gán cái list L rồi bằng một trong hai cái list L1, L2, tức là chọn thằng max trong L1, L2 là gán cho nó là list là L. Sau đó thì mình cũng đồng thời là mình tìm ra cái danh sách có số mũ cao nhất ấy, nhỏ hơn cái số mũ cao nhất của danh sách còn lại. Mình gán cái nốt đầu tiên của cái đa thức đấy, cái đa thức có bậc nhỏ hơn đấy, cho nốt P. Sau đó mình sẽ tìm nốt Q, sao cho Q chọn số mũ bằng P chọn số mũ, để bước cuối cùng mình sẽ tiến hành cộng tương ứng các hệ số có cùng số mũ. Tức là nốt Q này sẽ là một trong các nốt thuộc cái đa thức mà có bậc cao nhất lớn hơn bậc cao nhất của đa thức còn lại. Về việc tìm nốt và lặp này thì mình sẽ sử dụng while để tìm nốt Q và cộng hệ số. Tức là Q cho đến hệ số, cho nó hệ số được cập nhật thì bằng Q cho đến hệ số cũ cộng với P cho đến hệ số. Ok, trong đó Q thì thuộc là một nốt thuộc cái đa thức có bậc cao nhất lớn hơn, và Q như thế, còn P thì là một nốt thuộc cái đa thức có bậc cao nhất nhỏ hơn, tức là bậc nhìn còn lại đấy. Ok, vậy thì ý tưởng nó đơn giản như thế. Vậy thì thao tác như thế nào? Tất nhiên rồi, có rất là nhiều bối rối. Ok, để chúng ta bắt đầu. Mình sử dụng struct node này, mình sẽ có 3 cái thành phần. Đó là số mũ, tiếp theo là hệ số. Tất nhiên mình sẽ có một cái con trỏ next. Ok. Vậy là chúng ta xong tìm của một node này. Struct list. List của mình thì cũng gồm hai cái thành phần, đó là nốt head và nốt tail. Xong, bây giờ mình cần phải khởi tạo hàm void init list tiền đám chiếu này vào. Ok, này thì từ chấm head sẽ bằng từ chấm tail bằng. Xong khởi tạo. Ok, khởi tạo xong rồi thì chúng ta cần một con hàm trả về cái con trỏ create node. Nếu các bạn đã từng theo dõi cái loạt clip của mình rồi thì các bạn sẽ thấy là mình sử dụng cái hàm này rất là nhiều. Hệ số này, số mũ này. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái node con trỏ p cấp phát bộ nhớ cho nó. Ok, ta sẽ kiểm tra xem nếu như nó không được cấp phát, tức là nó vẫn bằng null, thì chúng ta sẽ tiến hành thoát luôn. Exit 1. Ok. Nếu không thì chúng ta sẽ là dán P cho đến hệ số mũ bằng số mũ. Sau đó là P cho đến hệ số bằng hệ số. Và P cho đến thành phần theo địa chỉ của nốt tiếp theo này thì chỗ này bằng null. Ok, cuối cùng thì chúng ta nhớ phải return con trỏ p. Xong, bây giờ mình tiến hành chèn vào danh sách liên kết đơn ấy, thì mình sẽ sử dụng chèn vào đuôi. Cái này thì mình sẽ là thay đổi giá trị của list l này. Đầu tiên thì chúng ta phải là thuộc kiểu void nhá. Ok, list này
này thì mình chuyển nỗi thằng ấy vào nốt nốt để nó đã đỡ nhiều đối số. Ok, chúng ta sẽ kiểm tra nếu như l.s mà bằng null, tức là danh sách của chúng ta rỗng, thì l.s bằng l.tail bằng b này. Nếu không thì chúng ta sẽ l chấm đây là theo có đến next bằng p l chấm theo bằng p này là tập nhật lại cái l chấm theo. Ok, ấy xong rồi. Bây giờ chúng ta còn gì nữa không nhỉ? Đi hàm nhập đi. Chúng ta cần có cái hàm nhập. Chuyển cho nó cái đối số. This. Else. Đầu tiên là khai báo số X và số N. Đó, ta share ra cho người ta biết cái thông tin đó là nhập bậc của đa thức. Đó, chúng ta xin nó vào in đây này vòng for y bắt đầu từ n y lớn hơn bằng 0 y giảm chỗ này chúng ta sẽ cl ra nhập cái này nhìn số này nhập đó là hệ số của mũ này mũ y đó mình sẽ xin cái này vào xin đó mình tạo ra một cái nốt p bằng create nốt luôn create node. Chuyển cho nó cái đối số hệ số của mình là còn đối à đó là mũ ấy mũ là mũ y sau đó chúng ta add nó vào cái cuối list l và node p như vậy chúng ta nhập thành công. Tiếp theo ta sẽ có một cái hàm dùng để cộng cộng này thì mình sẽ truyền cho nó vào cái ba cái đối số l này l1 và list thì là L2. Còn một cái hàm nữa là chúng ta phải tiến hành xuất xuất này mình cũng chuyển cho nó cái đối số của list. Ok, ở chỗ xuất này thì mình sẽ cũng phải sử dụng đến một cái nốt p sẽ bằng l chấm h. Chúng ta sẽ cho bằng while p khác l chấm tail kiểm tra nếu p nhỏ đến hệ số nếu p nhỏ đến hệ số thì chúng ta lại có mấy cái thôi thì xuất luôn đi thì chúng ta sẽ xiao ra p nhỏ đến hệ số xiao ra mũ cái này là p cho đến số mũ sau đó p sẽ bằng p cho đến giá trị next là tỏi đâu nhớ tiếp theo này ở đây, chỗ này thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra nếu như p cho đến hệ số thì chúng ta có hai trường hợp nếu như p cho đến hệ số lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ xiao ra hệ số này là số cộng rồi còn lại nếu cái hệ số của mình là số âm thì chúng ta chỉ cần chia cho nó một cái dấu cách để biểu thức ra khi mà xuất ra file hoặc là xuất ra màn hình nhìn cho nó đẹp thôi. Ok, bây giờ chúng ta đã xong cái việc xuất, bây giờ thì tiến hành cộng này. Cộng ở đây thì nó như các bước ở đây mình đã nêu ra đây.
đầu tiên là gán và đánh dấu, sau đó là tìm quy và cuối cùng là cộng. Đây là mình sẽ gộp thành 3 bước. Ok, mình khai báo cái nốt B. Cái này là new nốt. New nốt này, nốt quy này cũng là new. Sau đó thì mình sẽ sử dụng if để kiểm tra nếu L1.h cho đến hệ số số mũ mà lớn hơn L2.h cho đến số mũ. Nếu như thế này thì L sẽ được gán bằng L1, tức là chọn thằng lớn hơn. Đánh dấu thì P sẽ bằng L2.h. Ok. Nếu như ngược lại thì chúng ta gán ngược lại rồi. L lúc này không phải là L1 nữa mà là L2, bởi vì L2 sẽ lớn hơn. Và cái này P sẽ bằng L1.h. Ok. Vậy là gán và đánh dấu đã xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành quy bằng L.h. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm này. Y quy thuật quy nhỏ đến số mũ lớn hơn P nhỏ đến số mũ. Lúc này thì quy bằng quy nhỏ đến giá trị ô nhớ giữa thằng tiếp theo. Sau cái đây là sau cái bước này sẽ tìm được quy sao cho quy trỏ đến, cái này là quy trỏ đến thằng số mũ sẽ bằng p trỏ đến số mũ. Mình thế này cộng này, y quy khác cái này, đúng rồi, khác nùn đấy, y quy khác nùn. Ok, thì quy nhỏ đến hệ số sẽ cộng bằng p nhỏ đến hệ số, là cộng hai hệ số của hai đa thức cùng bậc của x lại. Ok, sau đó thì p sẽ bằng p nhỏ đến next, và tất nhiên là quy cũng bằng quy nhỏ đến next. Không ta. Rồi, em xem là lỗi ở đâu không? Không có lỗi hả? Ok rồi. Bây giờ mình xem vào hàm main này. Hàm main thì mình sau khi đã tạo ra một cái list này thì mình sẽ tiến hành khởi tạo. Đó là init. Init này là L này. Init. Ở đây là L1. Ok, theo là init. L là L2. Khởi tạo xong thì chúng ta CL ra nhập đa thức, nhập đồ thuật PX, PX. Sau đó mình sẽ thao gọi đến hàm nhập PX thì gắn vào L1 này. Tương tự thế thì mình CL ra nhập Q này, trực n đi, n quy quy này quy x, bỏ cái này đi, lời tối đa lười. Ok, cái này cũng là nhập này là L2. Sau đó thì chúng ta sẽ CL ra p p là p. Cái này mà mình xuất ra này, xuất ra cái thằng này là L1. Tương tự thế thì chia ra đó là P và Q. Q này Q cũng Q. Sau đó là mình sẽ tiến hành xuất và L2. Sau khi xuất thì mình sẽ tiến hành cộng L1, L2 gán cho L.
Đây, ơi. Sau đó thì mình sẽ see how ra. Chỗ này là mình nói là mình làm R đúng không? Rx sẽ bằng, và cái này xuất ra L thôi. Cuối cùng thì hết rồi. Xong. Ok, bây giờ mình chạy chương trình này. Khá là lâu là đúng không? Ok, PX nhập bậc của đa thức là 3 đi. 5, 2, 6, 0. QX là 5, trừ 7, trừ 8, trừ 9 gì đấy. 5, 7, 0. Ok, đây. Chỗ này là kết quả của mình này. Tức là chỗ này PX, QX và RX. Các bạn nhìn xem nó có đúng hay không. Ở đây. Ok, hoàn toàn chính xác đúng không? Tức là đây là trừ 7, trừ 9 thì giữ nguyên này. Sau đó bắt đầu từ cộng được 5, cộng với trừ 7, còn trừ 2, 2 với lại 5 còn là 7 này, 6, 7 và 13. Ở đây mình cố tình không nhập vào cái bậc của x mũ 0 để cho các bạn thấy là mình thực hiện thao tác cái dấu cộng và dấu trừ này, ở trong đa thức này rất là chuẩn. Ok. Mục đích của mình chỉ vậy thôi. Nó rất là đơn giản đúng không nào? Ok. Tức không có gì là khó khăn cả. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thực hiện xong cái đa thức trên thao tác cộng hai đa thức ở trên cái danh sách lên cái đơn. Còn đối với nhân, chia và trừ thì các bạn có thể hoàn toàn tự mình làm được nếu như các bạn đã biết cách cộng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.